Molex Mobile giá siêu rẻ tại shopmobilevietnam.vn, giảm giá lên đến 50%. Chỉ từ 150k các bạn sở hữu ngay một tài khoản lên đến 30 tướng, 250k các bạn sở hữu tài khoản hơn 30 tướng. Hello cho bạn, Triệu Vân trong phiên bản mùa 12 phải lên trang bị phù hiệu bảng ngọc như thế nào? Đồng thời có thay đổi gì không trong phiên bản tiếp theo? Đó là những thông tin Mobile Việt muốn truyền đạt đến em trong clip ngày hôm nay. Tướng tủ của Mobile Việt chính là Triệu Vân. Cho Triệu Vân 11 mùa rồi mà tướng tủ người ta phải cất trong tủ, đúng không? Thành ra là rất nhớ. Chơi Triệu Vân mình có một phong cách chơi vô cùng dị, đó là ú à. Gọi là ú hòa là các bạn núp bụi, sau đó tướng địch đi ngang qua các bạn bất ngờ tao ra, là ú hòa. Đánh Triệu Vân như vậy thì mới mạnh được. Và khi dùng ma tính thì các bạn dùng chiêu 1, chiêu 2 trước nha, sau đó mới dùng chiêu cuối thì mới phát huy sức mạnh của ma tính được. Sau khi tiêu diệt Daxi thì chắc chắn phải chơi rồng rồi, rồng tráng miệng là các bạn ơi. Rồi xong rồi, mình chưa hồi chứng chị. Nhưng mà cố gắng cách hết nha. Ok. Như vậy là thơm rồi anh em ơi, team mình có lợi thế. Dừng team bạn chết không có bùa này. Còn team mình thì có rồng sơi đây. Thanh niên không ăn bùa à? 2 phút 15 giây là bùa xanh ra rồi. Không ăn thì tẹo lưỡi mình sẽ ra cách hết. Ăn mạng xong mình sẽ ra cướp bùa. Đa si mà còn ná đấy, một xíu nữa là mình sẽ cướp bùa một cách hồn nhiên vô tư, sau đó thì bỏ đi. Cái mạng đấy sẽ rất là thọt nha. Nên mà anh em có thể quan sát dừng team bạn, nếu mà giao tranh lâu ở đường rồng thì anh em có thể sang cướp bùa, có thể bùa đỏ hoặc bùa xanh tùy trận đấu. Để đánh luôn anh em ơi, thành đây không có bùa làm sao đánh được mình. Dí luôn, Chrissy ơi, choáng. Tiếc quá, choáng hồn anh em ơi, nhưng mà dí. Ôi, đông quá, thôi, em xin nói anh ơi. Bất cứ liềm rồi, đau thế nhở. May quá các bạn ơi. Đúng một máu. Quá hên. Triệu Vân thường hay bị hụt hơi. Do chúng ta nhiều khi không theo đổi cái tốc độ chạy của địch thì sẽ bị hụt hơi, mà Triệu Vân hụt hơi thì sẽ rất là phế nhá. Nên đánh Triệu Vân bảng ngọc các bạn phải sử dụng nhiều tốc chạy. Bảng ngọc các Triệu Vân thì mình khuyên anh em sử dụng bảng ngọc lên đến 10% tốc chạy. Đây có mạng bố già rồi, chạy đâu. Ôi trời ơi, giờ ngủ quá đi. Đây có liềm anh em ơi, ham quá tự nhiên thấy người đỏ chót, xong bổ vào vẫn nguyên cái máu. Mình chỉ chạy theo đúng một bước thôi thì đen quá dính ngay lau đi không, trận này hơi đen rồi anh em ơi, đen vô cùng luôn. Rồi xong Chrissy rồi, mình sẽ trả tù cho bạn và lấy lại cái bột xanh bột đỏ nha. Thơm rồi. Thơm quá rồi anh em ơi, đỡ phải đi farm bùa. Có bùa mới đánh sướng, Triệu Vân mà không có bùa đỏ hoặc là bùa xanh ý, có hai bùa thì mới mạnh được đấy. Lại có bùa tiếp này, thơm đấy nhở anh em ơi. Lúc này trận này lại thơm rồi, lại hên rồi. Vừa là đen, bây giờ lại thành hên nha. Tiếp tục sáng cướp bùa. Đang nói dở phần bảng ngọc của Triệu Vân. Ngọc Triệu Vân các bạn phải dùng nhiều tốc chạy cho mình thì mới mạnh được. Về thành niên này, chạy đâu hả bạn? Bây giờ thì hết chạy nha. Hai lần chạy thoát, 4 lần bắt thì hai lần chạy thoát, hai lần bắt được. Nói chung là 50-50. Ngọc đỏ các bạn sử dụng 5 viên cộng đến chân giáp, 5 viên tỷ lệ chí mạng 1,6%. Để lấy đam tay, nhiều khi anh em nổ đam chí mạng, khả năng sốc đam của anh em sẽ tốt hơn rất là nhiều. Như vậy mình dùng 5 viên tỷ lệ chí mạng ở ngọc đỏ. Ngọc tím mình dùng bảng ngọc đó chính là tốc đánh tốc chạy 1%. Chạy đâu?
và ngọc lục là công lý xuyên giáp. Hoặc anh em có thể dùng 7 viên tốc đánh chống chạy và 3 viên hút máu. Nhưng mình nghĩ là 10 viên cho chạy nhanh hơn. Và chạy nhanh hơn thì các bạn có những pha đuổi theo tướng địch mà gì đánh sẽ rất là dễ dàng. Càng nhanh càng tốt nha. Bởi vì chương 1 của Triệu Vân tăng tốc chạy không có nhiều thời gian. Đại thanh niên cướp bùa này. Nào đeo cướp bùa anh em ơi. Nào đeo rất là thèm bùa xanh của mình. Bé Naudio đập đầu vào tường, gãy cánh luôn. Ở trận này mình có một pha mù mắt, đó là ham mạng của Dashi. Còn Naudio có pha mù mắt, nhận đập đầu vô tường. Nghĩ là bay qua được tường nhưng mà tường cao quá, tường dày quá. Cô bé của chúng ta hồn nhiên vô tư đập đầu vô tường. Sói ca Triệu Vân không cho bùa, đúng là mù mắt quá đi. Đây đây đây, Đại sĩ. Tụi mình cứ như là bạn với nhau ấy, gặp nhau hoài thôi. Ấy, Tiểu Đam. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi, tụi nó mù mắt quá đi. Ngu người luôn anh em ơi. Thật sự là quá ngu vào đấy. Ngu cực kỳ luôn. Đầu tiên là mình tính đam chừng trị sai, thiếu một xíu máu. Hình như bạn đấy có cái bùa hồi máu, hồi rất là nhiều máu. Thật ra mình xịt phát cái chừng trị tê tái nó không có chết. Triệu Vân hay quá này. Bạn khen thật đấy, khen đều đây đây. Khen thật đấy, khen đều đây. Ý đồ gì đây? Cướp bùa một bé, ít nhất phải giữ được hai bé anh em ơi. Rồi, đuổi luôn ghi đủ. Hay quá Văn Hiên ơi, choáng rất là hay. Các bạn đóng băng lại thì đâu có đường chạy nữa khi mình hồi sức cuối nhỉ. Tiếp theo đến phần trang bị của Triệu Vân, anh em lên món đồ kiếm truy hồn này, phước hộ kiếm, và các bạn sẽ lên một đồ cấp 2. Đồ cấp 2 tùy trận đấu nha, đai kháng phép hoặc là giáp hiệp sĩ. Đai kháng phép trong team bạn nhiều sát thương phép chủ lực, còn giáp hiệp sĩ thì các bạn sẽ lên là team bạn sát thương vật lý chủ lực đó. Sau đó anh em sẽ lên cái bản đồ là Lanh Folia. Lên anh thì Triệu Vân sốc đa mới ghê, đánh mới sướng tay anh em ơi. Các bạn nhìn chỉ số công vật lý từ nội tại này, từ phù hiệu này và từ trang bị khiến Triệu Vân có đam tay cái công vật lý là hơn 1.000 anh em ơi. Đánh thường là khi các bạn có tầm nhiều đồ hơn một chút xíu là đánh thường toàn hơn 1.000 đam thôi. Cực kỳ ghê, ôi cực phết. Ôi, đánh đá thế thôi. Bổ luôn chiêu cuối. Mình chỉ dụ thôi. Ta không mạnh nhưng mà anh em ta đông đúng không? Ôi, nhưng mà team địch mạnh quá thì mình đông không ăn thua. Không ăn thua anh em ơi. Đông không ăn thua. Phải bắt được Ena này. Đây rồi. Bắt Ena khá là khó nhưng bây giờ bắt được rồi thì Gindu không có gì để chạy nữa. Bố đập một mà. Thì bạn đã tiếp tục cướp bùa xanh của mình, mưu cướp bùa xanh rất nhiều của Naudio. The CU Devourer vào ngay tim các cháu nghỉ học. Chạy đâu Naudio, trận này Naudio không có cửa bơi đâu nha. Bởi vì mình nên nhiều đồ đam. Rất nhiều anh em thích đánh Triệu Vân phong cách full tank, hoặc là đa phần là đồ tank. Mình thì chơi được phong cách nhiều đồ đam, đánh rất sướng anh em ơi. Sốc đam thì gọi là một combo chết một hai người. Hồi phục lại còn rất là ghê. Bởi vì chiêu 2 giúp Triệu Vân có rất nhiều hồi máu này. Đó, kiếm chi hồn, phước hợp kiếm đều có hồi máu.
Của Đam thì to, hồi máu chắc chắn rất nhiều rồi. Thế này team bạn rất là trâu nha, toàn đấu sĩ thôi. Toàn đấu sĩ trâu bò thôi anh em ơi. Mà Triệu Vân bổ phát nào thì thối phát đấy. Lao đi bơi các kiểu thì vẫn chết thôi. À, sự thay đổi của Triệu Vân trong phiên bản tiếp theo, nó sẽ là thêm một cái icon búp cho chiêu 1, chiêu 2. Và chiêu 3 sẽ có thời gian thanh thời gian đếm ngược. Hiển thị là bao giờ hết cái cường hóa chiêu cuối mà. Ok, như vậy video clip mô Việt trời Triệu Vân sói ca đến đây đã hết rồi. Ở cái xương xương có 18 mạng thôi. A hi hi. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.